trước khi đi vào phân tích kỹ từng 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 cái yếu tố thì chúng ta trước hết là liệt kê đã, liệt kê cho đầy đủ tất cả những cái nội dung thường thấy ở trên một cái bìa tạp chí. Theo Thảo thì một cái bìa tạp chí nó có những cái gì hiện nay? Ảnh. Với gì nữa? Ngày tháng là ngày tháng gì? Ngày tháng xuất bản. Ok, rồi tức là có ảnh bìa này, có ngày tháng xuất bản này, còn có gì nữa? Tên tạp chí, ok. Vậy là thêm một yếu tố nữa. Cái tên tạp chí thì chúng ta gọi nó là manchet. Manchet của báo, manchet của tạp chí. Rồi như vậy là sẽ có ảnh bìa này, ngày tháng xuất bản này, manchet này. Rồi, thế là ba yếu tố, còn gì nữa không? Trích dẫn là trích dẫn như thế nào? Trích dẫn thì thường hiếm lắm, hiếm mà người ta đưa trích dẫn ra bìa. Mà cái đấy thì nó gọi là các tiêu đề bài thôi. Tiêu đề bài, một số bài đinh, một số bài mà người ta thấy rằng là cần phải quảng bá, cần phải cho mọi người lưu ý ở trong số đấy, thì về cơ bản là người ta sẽ đưa tiêu đề của bài đinh ra thôi, chứ nó không phải là cái đoạn giới thiệu đâu. Rất hiếm, tại vì số lượng tên bài, tiêu đề bài đinh có thể đưa ra đấy, nó có thể là một bài, có thể là hai bài, có thể là 10 bài, mà bài nào cũng rút thêm cả cái đoạn giới thiệu ngắn ngắn nữa thì nó sẽ loạn mất, nó sẽ không có đủ chỗ để mà đặt những thứ đấy đâu. Rồi như thế là chúng ta xác định này, vừa nãy là các bạn vừa mới liệt kê là gồm có ảnh bìa này, thứ hai là có ngày tháng xuất bản, thứ ba là có tiêu đề hay chúng ta gọi là manchet đó, manchet, thứ tư là tiêu đề các bài đinh, số. Rồi thế là chúng ta liệt kê ra bốn thứ rồi, còn gì nữa các bạn? Theo Mùi còn gì không? Khi mình làm một cái gì đó thì mình phải biết là nó có bao nhiêu thành phần, cái gì là cái quan trọng nhất, cái gì có thể giữ, cái gì có thể bỏ. Đấy thì lúc ấy thì mình mới có thể triển khai được. Còn ngay cái số lượng những cái yếu tố cần có mặt ở trong cái bìa mà mình cũng còn chưa nắm được thì mình sẽ không biết là làm từ đâu. Bốn nội dung này đã đủ chưa? Còn có cái gì nữa không? Bìa thì đương nhiên là mặt trước, ai xem mặt sau? Hả? Nơi in. Nơi in á? Nơi in không, không có phải là cái thông tin người ta cần quan tâm. Vì em thấy một số bìa là góc cuối bên dưới nó thường có cái tin nhắn. Cái đấy chả ai quan tâm cả. Cái đấy là cái thứ mà mang tính quảng bá của cái nhà in. Chứ còn đối với độc giả thì người ta cần quá những cái thông tin đấy. Đối với người ta chỉ cần là nội dung bài vở thế nào thôi. Chứ người ta không cần quan tâm. Ông có in ở mặt trăng thì cũng thế thôi. Mặt trăng hay sao hỏa, trái đất cũng thế thôi. Nói tóm lại là tôi chỉ cần một cái tờ tạp chí
trình bày đẹp, nội dung hấp dẫn, thế thôi. Còn in ở đâu có việc của tòa soạn, việc của nhà xuất bản, nó chả liên quan gì tới người mua, người đọc cả. Những cái thứ thông tin mà nó phục vụ cho người đọc, nó thông tin để mà lôi cuốn, lôi kéo người người đọc, chứ còn những cái thứ mà thuộc về hậu trường của ông thì đấy là việc riêng. Ví dụ em có cần quan tâm, nếu mà em đi mua một cái quyển tạp chí, em mua một tờ báo, em có cần quan tâm là nó in ở đâu không? Nếu mà em làm chuẩn bị một nhà xuất bản thì em sẽ quan tâm đến đọc. Không, em ở vấn đề đang hỏi là câu hỏi là một người đọc cơ mà. Là một người đọc, vừa là vị trí của người đọc, vừa là vị trí ở nhà chuẩn bị xuất bản. Thì em sẽ quan tâm nào? Sợ nhà chuẩn bị xuất bản là thế nào? Tức là chuẩn bị mở một nhà xuất bản. Tức là đọc các tạp chí để xem kinh nghiệm của họ. Thế sẽ có bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người từ vừa là đọc báo vừa lại muốn làm nhà xuất bản, muốn mở nhà xuất bản? Mà ở đây thì thầy nói luôn là cái vai của em, cái ý tưởng của em đấy nêu ra là không thực tế, phi thực tế. Tại vì ở Việt Nam thì đừng có nói đến cái chuyện của một cá nhân mà đi mở nhà xuất bản, không có. Cái đấy là một trong những cái yếu tố mà bị chính quyền siết kinh khủng luôn. Cá nhân không có quyền mở báo, cá nhân không có quyền làm nhà xuất bản. Điều anh nêu là phi thực tế. Sao thế, con đồng chí kia thì có nghĩ ra được cái gì không? Ôi trời, thế chắc dạo này toàn chỉ có Facebook với lướt mạng thôi, không không có cầm một quyển tạp chí trên tay bao giờ hả? Có mua không? Hay là bây giờ toàn vậy thôi? Có vẻ như là mạng bây giờ giết chết cái nhu cầu đọc báo giấy, tạp chí giấy rồi. Rồi, thế bây giờ chúng ta nếu vậy thì thôi, thầy liệt kê thêm một số thứ xem nó còn cái gì nhá. Đây, thứ nhất là bây giờ chúng ta cũng sắp xếp luôn theo các cái vấn đề mà trước hết là liệt kê đã, liệt kê sau đó thì chúng ta mới nói chuyện với nhau là cái gì quan trọng, cái gì quan trọng đó. Ngày tháng xuất bản này thì kèm theo cái ngày tháng xuất bản này thì còn có thêm một cái yếu tố nữa cũng gần tương đương, đó là số đó, số bao nhiêu, số bao nhiêu trong năm hay là trong ấy. Thế còn tiêu đề các bài đinh này, một cái yếu tố nữa cần phải có, nó là đây, cái này thì rất là đặc trưng của Việt Nam. Đơn vị chủ quản, báo hoặc tạp chí kiểu gì cũng phải có đơn vị chủ quản, cá nhân thì không làm được. Cái này nó sẽ tạp chí thuộc Hội Khoa học Công nghệ, tạp chí kia thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản, tạp chí nọ thì thuộc về Bộ Giáo dục, tạp chí kia thì thuộc về ngành nọ, ngành kia, bộ nọ, bộ kia. Đấy, thì kiểu gì trên tạp chí các em cứ soi kỹ ra, thế nào cũng có một cái, thế nào cũng có một cái dòng nào đấy, nằm ở đâu đấy. Nhưng mà chắc chắn là nội dung này ở Việt Nam thì kiểu gì cũng phải có. Mặc dù có thể người đọc thì chả thèm quan tâm đến cái chuyện này đâu, nhưng cái này thuộc về quản lý nhà nước. Đấy, và không có cái dòng này thì chớ có mà ra báo. Đấy, nếu không thì công an văn hóa họ sẽ sờ cổ đến ngay. Đấy, thấy một cái tạp chí gì đó mà có mặt ở trên sạp báo mà lại không có đơn vị chủ quản để người ta sờ đến thì đấy là có vấn đề. Đấy, đối với thực trạng Việt Nam bây giờ nó là như thế. Mặc dù có thể là người đọc người ta chỉ cần quan tâm đến nội dung, người ta cũng cóc cần biết là cái đơn vị chủ quản là ông nào, nhưng mà đấy là quản lý nhà nước thì phải có đấy, và chúng ta giản dựng ra thì chúng ta cũng không thể thiếu cái đấy được. Ảnh bìa này, ngày tháng xuất bản này, hoặc là số này, tiêu đề này, tiêu đề các bài đinh này, đơn vị chủ quản này. Và còn có thêm một cái phần nữa, có thể có thể không, nó thuộc dạng có thể không, tức là
một cái thứ mà giải thích thôi, đó, một cái dòng nó mang tính giải thích. Ví dụ như là tạp chí này dành cho người thích ô tô này, tạp chí kia là dành cho những người thích yêu thích đồ âm thanh điện tử này, tạp chí cho những người yêu thời trang này, hay ABC thì đấy. Đấy, hoặc là ngay kể cả ví dụ như là có rất là nhiều các cái tạp chí hay là báo chí gì đó mà dành cho lứa tuổi học, người đi học chẳng hạn, thì nó cũng phân ra đấy, tạp chí này là dành cho sinh viên này, tạp chí kia là dành cho tuổi mực tím, hay tạp chí nọ thì dành cho nhi đồng này. Đấy, tức là nó sẽ có những cái mang tính chất gọi là định hướng nhanh, để cho người ta nhìn vào người ta biết là à, cũng là một cái mạng như thế thật, nhưng mà cái tạp chí này thì có phù hợp với tôi hay không. Với lại đây, trong một cái cụm này, ngày tháng xuất bản rồi số gì thì tương đương với thằng này nữa, nó còn có thêm một cái thông tin nữa là một cái yếu tố nữa gọi là tần suất xuất bản. Đấy. Ví dụ như là một cái tạp chí hay là một cái báo thì người ta cũng vẫn phải có một cái thông tin để cho độc giả người ta biết được là cái này là xuất bản hàng ngày hay là hàng tuần hay là nửa tháng hay là một tháng. Cái này thì các bạn vẫn thấy được, ví dụ như là hàng ngày thì thực ra nó là thuộc về báo rồi, báo thì mới có tần suất như thế, tạp chí thì người ta không ra dày được như thế. Thường thì nó sẽ là tuần báo đó, hay là tuần san, thế sau đó thì có thể là bán nguyệt san hay là nguyệt san. Đấy, đại loại là nó sẽ phải có cái từ đấy để cho người ta hình dung được là cái tần suất mà ra báo hay ra tạp chí này là bao nhiêu lâu thì sẽ có cái số kế tiếp. Đấy. Nếu như mà tôi là độc giả mới chẳng hạn, đấy, độc giả mới, tôi mua một lần và tôi cảm thấy ồ, cái này thú vị đây, cái tạp chí này được đọc luôn, và có thể là mình sẽ đọc tiếp số sau, mình sẽ trở thành độc giả của cái tạp chí này, thì người ta cũng sẽ quan tâm ngay. Vậy thì sang tuần sau đã có chưa, hay là nửa tháng nữa mới có, hay một tháng nữa mới có. Đấy, để còn biết được là tôi bao nhiêu lâu nữa thì tôi lại ra sản báo để tôi tìm. Thế thì đây là một số thứ mà các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ xuất hiện ở trong cái bìa báo. Và gần đây thì thêm một cái xu hướng nữa, mọi người cũng khi mà tôi hỏi về cái vấn đề này thì cũng lại nêu thêm một yếu tố nữa là gọi là một yếu tố nữa gọi là gì đấy nhỉ, barcode, và kèm theo đó là giá. Đấy, một số các cái tạp chí theo cái gu mới thì thường là người ta cũng đưa luôn cái thông tin này lên bìa. Tuy nhiên cái thông tin này với lại cái 6 với cái 7 này thì là hai cái mà nó thuộc về có cũng được, không cũng được, không phải là những yếu tố mang tính chất gần như là bắt buộc. Đấy. Có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Nhưng mà như vậy là chúng ta liệt kê ra độ khoảng 7 yếu tố. 7 yếu tố sẽ thường xuất hiện, có khả năng xuất hiện ở trên bìa một cái tạp chí. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau sắp xếp lại theo thứ tự độ quan trọng của nó. Làm một cái gì thì cũng cần phải có một cái sự phân cấp thông tin. Đó. Bất kể là các bạn làm thiết kế từ một cái name tag, từ một cái phong bì, từ một cái poster, một bìa tạp chí hay là bất cứ một cái gì, thì thực ra nó bao giờ nó cũng có những cái yếu tố được coi là không thể thiếu ở trong cái bản thiết kế. Đấy, dù to dù nhỏ, yếu tố đó nếu mà chỉ cần thiếu đi thì coi như vứt đi cả cái thiết kế đó. Đấy, bất kể là những thông tin còn lại có đủ hay không. Thế thì bây giờ với 7 yếu tố mà chúng ta liệt kê ra đây, thì theo các bạn là trong 7 yếu tố này thì cái nào là cái số 1 không thể thiếu ở trong cái bản thiết kế này? Tiêu đề, lý do, dùng
Đúng rồi, tiêu đề báo, tiêu đề tạp chí nó như là cái tên của con người thôi. Đấy. Cho nên là nếu mà không có cái tên thì nó không còn là cái tạp chí đấy nữa. Đấy, dù tất cả, ví dụ chúng ta liệt kê ra đây 7 yếu tố cần phải có ở trên cái bìa tạp chí. Thế nhưng mà 6 cái yếu tố kia có đủ, có đẹp đi nữa thì cái mang sếp mà không có thì người ta cũng không nhận ra đấy là báo gì. Cho nên về mặt xếp hạng thì thằng mang sếp này nó sẽ là thằng số 1. Tuyệt đối cái thằng này mà không có thì nó sẽ không còn là tờ báo đấy nữa. Do đó yếu tố này là yếu tố đầu tiên, yếu tố bất biến. Kể cả một cái bìa trắng tinh thì có mỗi cái chữ đấy thì người ta vẫn nhận diện được đấy sẽ là cái tờ tạp chí có tên như vậy. Đó. Không có bất cứ thêm thông tin gì thì thằng kia đứng một mình cũng vẫn có giá trị của nó. Nhưng mà chỉ cần không có nó mà tồn tại 6 yếu tố còn lại thì người ta cũng lắc đầu thua, người ta sẽ không biết đây là cái gì cả. Thế số 2 theo các bạn nó sẽ là cái gì? Yếu tố số 2 cần phải tập trung vào, cần phải xử lý, cần phải làm cho nó tốt lên, cần phải làm cho nó thu hút mọi người thì nó sẽ là yếu tố nào trong 6 yếu tố còn lại? Hay là 5 yếu tố còn lại đi. Ba cốt thì thực ra là nó cũng hiếm. Bài đinh nhá. Bài đinh là số 2 à? Cái gì sẽ là cái yếu tố số 2 cần phải lưu tâm, cần phải trau chuốt cho nó, cần phải xử lý tốt cho nó? Đối tượng à? Đối tượng thì thực ra nó chỉ mang tính giải thích thôi. Nó mang tính giải thích thôi chứ còn nó cũng không nhất thiết là buộc phải có. Thằng này là thuộc về dạng buộc phải có này, nhưng không phải theo nhu cầu của người đọc. Đấy. Đơn vị chủ quản là thuộc cái dạng phải có theo yêu cầu của nhà nước, theo luật của nhà nước. Còn tôi đi mua áo, tôi có cần biết cái thằng đấy là thằng nào cả. Đấy. Yếu tố này là yếu tố buộc phải có, nhưng mà không phải do nhu cầu một cách thực tế của người đọc. Đây là do quản lý nhà nước thôi. Nhưng mà cái yếu tố này thì không có đi được, tại vì vứt nó đi là sẽ không ra sạp được. Đấy. Thực ra thì cái yếu tố thứ hai nó sẽ là cần phải chăm chút, đấy lại là cái ảnh bìa. Thực ra chúng ta sẽ phải đi song song cả hai vấn đề. Một cái tờ báo hay là một tờ tạp chí. Thì các bạn biết là tạp chí với báo thì bây giờ thực ra nó rất là nhiều. Nhưng mà một tạp chí đúng nghĩa là nó phải có độc giả của nó. Nó phải phục vụ được nhu cầu của cái độc giả đó. Và tự nó phải nuôi sống được, tự nó phải nuôi sống được cái tờ báo hay là tờ tạp chí bằng cái tiền bán báo, bằng tiền quảng cáo, chứ không phải là chạy bằng ngân sách nhà nước. Những cái tạp chí mà sống bằng ngân sách nhà nước mà không cần biết là bán được bao nhiêu thì cái đấy chúng ta cũng gạt nó đi. Đấy. Thế thì bây giờ cái yếu tố nó phải kết hợp hài hòa. Tức là thứ nhất là cái mang sếp là để định danh là ông là ai. Đó. Trong số rất là nhiều các cái tạp chí mà xuất hiện ở trên một cái sạp báo. Thế nhưng mà cái thứ đó thì nó quan trọng thì quan trọng thật. Nhưng mà cái thứ để mà thu hút người xem ấy, thực ra nó là cái bìa. Thực ra nó là cái ảnh bìa. Đấy. Một cái ảnh bìa tốt, một cái ảnh bìa đẹp, một cái ảnh bìa gây chú ý, một cái ảnh bìa mà làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn thì đấy là cái yếu tố để mà lôi người ta tới cái sạp báo, để mà người đọc đấy, người ta có thể giơ tay ra với về cái tờ tạp chí đấy chứ không phải với về các tờ tạp chí khác. Một sạp báo thì có độ khoảng 10, 20, 30 đầu tạp chí và báo khác nhau. Nhưng mà cái để mà lôi cuốn thì không phải là chữ nghĩa đâu. Tại vì chữ nghĩa thì không ai đọc được ngay, đúng không? Tôi đứng xa xa, tôi vừa mới xà xuống thì cái bìa sẽ là cái đập vào mắt đầu tiên.
sau đấy thì đến cái măng sét, vì măng sét nó nhỏ hơn đấy, cũng phải tập trung một tí thì mới có thể phân biệt được cái măng sét. Còn cái ảnh bìa là cái mà sẽ làm cho mọi người sẽ nhìn thấy ngay. Ở đây các bạn cần phải phân biệt một chút là cái đối tượng mua hoặc đọc đó là ai. Một cái một lượng nó thuộc về độc giả trung thành, thì độc giả trung thành đấy thì người ta bất kể là cái báo đấy, tạp chí đấy, nó có thể trồi sụt về mặt nội dung, trồi sụt một chút về mặt trình bày, thế nhưng về mặt nguyên tắc, người ta đã là độc giả trung thành thì người ta sẽ mua đấy, bất chấp cái sự lên xuống ít nhiều về mặt trình bày, về mặt nội dung, về mặt hình thức. Tất nhiên nếu mà tệ quá thì người ta cũng sẽ bỏ đấy. Nhưng mà còn lại rất nhiều nữa là những cái độc giả không phải độc giả trung thành, độc giả theo kiểu bảng like, hoặc độc giả đôi khi nó lại là dạng độc giả của những cái báo mà cùng cái chất như thế, đôi khi nó còn là cái đối thủ với nhau nữa cơ. Đấy, ví dụ như là một tờ các bạn ra sạp, các bạn có thể thấy cùng một cái chủ đề nghe nó na ná nhau, có thể là tạp chí phụ nữ, xong lại tạp chí phụ nữ thủ đô, hay là báo pháp luật, xong lại thấy lại báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đại loại nó là như thế. Nó sẽ có rất là nhiều cái thằng mà nó cùng khai thác một chủ đề. Thế thì cái mang xét đấy thì là để phân biệt ông nào với ông nào. Thế mà hai ông một cùng chủ đề thì đôi lúc người ta cũng sẽ tò mò, cái thằng này có vẻ như chủ đề cũng gần giống như cái tạp chí mình hay đọc đây. Thế hôm nay có cái bìa này trông rất là đẹp, trông rất là hấp dẫn, rồi thì mua thử một cái xem là cái bài vở nó thế nào. Đấy. Hoặc giả như trong trường hợp, tất nhiên là bây giờ thì nó xã hội nó thay đổi rất là nhiều rồi, xã hội thay đổi cực kỳ nhiều. Bây giờ ông nào bà nào cũng 5555 một cái smartphone ở trong người, cho nên là sẽ có rất là nhiều trường hợp là chúng ta thấy là các cái việc gì đó mà có chờ đợi dài thời gian thì bây giờ ai cũng lôi điện thoại ra, đúng là nó sẽ giết chết rất là nhiều cái chuyện gọi là ngồi đọc một cái tờ báo hay tạp chí gì đó đấy. Nhưng mà cũng vẫn có rất là nhiều trường hợp, tức là các bạn thấy là bây giờ tôi đi đâu đấy tôi phải chờ đợi ai, thôi thì gần chỗ đứng, gần chỗ chờ thấy có một cái sạp báo thì có thể là phi ra làm một cái quyển gì đó để đọc. Và cái yếu tố theo kiểu vãng lai, theo kiểu đọc giết thì giờ như thế thì đôi lúc họ cũng chẳng cần phải phân biệt là cái mang xét là cái gì, chủ đề là cái gì, mà cái hướng tới của họ, cái bị thu hút của họ chính là cái ảnh bìa thôi. Đấy, một cái ảnh bìa mà nó hấp dẫn, cảm thấy hợp nhãn với họ, hoặc là họ cảm thấy tò mò thì họ sẽ cầm lấy cái quyển đấy đầu tiên trong số những quyển mà nó xuất hiện ở trên cùng cái sản báo đó. Do đó cái yếu tố mang xét là cái yếu tố thuộc dạng gọi là không bỏ được. Thế nhưng mà cái yếu tố mà đánh vào thị giác để mà lôi người ta cầm lên hay đặt xuống một cái quyển tạp chí thì nó lại là ở cái ảnh bìa. Tức là cái việc chọn lựa, việc chỉnh sửa, việc bài trí làm sao để cho có một cái ảnh bìa mà nó nổi bật, thì đấy lại là một cái việc hết sức là quan trọng để cho người ta có thể là cầm lên hay đặt xuống một cái quyển tạp chí. Thế sau nữa thì đã cầm lên rồi thì lúc đó sẽ tới cái vấn đề của cái thằng bài đinh. Tại vì đã cầm lên rồi, sau khi ngắm nghía qua cái ảnh ở trên cái bìa rồi, thế đến lúc đấy người ta sẽ thắc mắc tiếp là thế bìa thì đẹp rồi, còn ruột thì sao, nội dung bài như thế nào. Đấy thì lúc đó thì mới đến cái việc của thằng gì đây ạ, tiêu đề cái bài đinh. Lúc đó thì người ta sẽ lướt mắt, người ta xem trong này có cái bài gì đáng lưu tâm hay không. Đấy, có cái gì cần đọc hay không, có bài gì hay hay không, thì đấy là việc của thằng tiêu đề của các bài đinh. Và người ta lướt mắt qua, người ta ngó một cái xem những cái tiêu đề được đặt ra ngoài bìa ấy nó là bài gì, bài gì, bài gì.
Thì đến lúc đấy thì vai trò của nó sẽ được xác định là cái thằng quan trọng số 3 có hút được người ta hay không. Đấy, đôi khi một cái bìa thì hấp dẫn rồi, nhưng mà nếu mà trông cái bìa thì trông có vẻ đẹp đẹp đó, trông có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mà đọc với bài đinh toàn cái bài theo kiểu cúng cụ rất là chán cả, thì người ta cũng sẽ buông, người ta cũng không thèm cầm lên nữa. Tại vì những cái bài mà bảo là đưa ra ngoài bìa là bài xuất sắc nhất rồi, mà đọc cái tiêu đề chả có cái tiêu đề bài nào cảm thấy hấp dẫn, hoặc là cái gu nó không giống như là cái mong muốn của mình thì thôi mình buông. Đấy, thế rồi sau đấy thì thực ra đấy nó chỉ có ba yếu tố đấy thôi. Ba yếu tố đấy là ba yếu tố sống chất gì cũng phải tập trung vào để xử lý cho nó tốt đấy. Thế còn ngày tháng xuất bản thì nó chỉ dành cho các cái độc giả mới đấy, độc giả mới lần đầu. Một khi người ta đọc, người ta cảm thấy hài lòng rồi thì lúc đó người ta mới đọc xong, đến lúc đó mới quay trở lại cái bìa, người ta mới lục ra cái đó. À, thằng này xuất bản thứ tư hàng tuần này. Thế là vậy thì thôi, báo này được, tạp chí này được, thứ tư tuần sau tôi lại phi ra xả báo, ví dụ như thế. Thế còn ngày tháng xuất bản, ngày tháng xuất bản thì thực ra nó cũng là một cái thứ mà không cần ngay. Nó để làm cái gì? Thứ nhất là ngày tháng xuất bản là để cho cái vấn đề là quản lý nhà nước. Đấy, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là để dành cho vấn đề là nếu mà độc giả trung thành, bây giờ tôi có phải đi đâu công tác một thời gian, tôi thường thường là ngày này tháng này là tôi ra ngoài sản báo tôi mua, nhưng mà do một cái sự đứt đoạn nào đó thì tôi phải đi công tác, tôi phải bận bịu gì đó ABC và tôi không mua được, thì tôi cũng sẽ nhớ là số này này, ngày này này, những cái ngày nào mà tôi shop thì tôi mua. Đấy, hoặc là đôi khi thì nó lại mang cái tính chất là nhắn nghe nhau thôi, đơn giản ví dụ như là một cái bài nào đó, một cái tin gì đó, một cái gì đó hay hay mà có liên quan tới người quen người thân của mình chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế thì mình cũng sẽ thông tin với nhau mà đây này, tôi thấy là có cái bài thuốc này này, tôi thấy là có một cái tư vấn kia này, nó hoặc là tôi thấy có một cái điều luật này mà liên quan tới công việc hay là cái sự quan tâm của anh hay của chị hay của người thân của mình, thì đấy tôi đã đọc được nó nằm ở cái số này tạp chí gì đấy, ra ngày nào đấy, thì ông bà anh chị mà quan tâm thì ra sản báo tìm đúng cái số đấy ngày đấy, thì có cái bài mà liên quan tới cái vấn đề mà anh chị hay là ông bà hay bạn đang quan tâm. Thì cái số là để giúp như thế, để phân, để có được cái thông tin chính xác là bài nào, số nào ra ngày nào, vân vân, để cho giúp một người nào ấy cần thông tin thì người ta có thể đi tìm. Đấy. Thế còn tạp chí phục vụ cho đối tượng nào thì cái đấy thì vừa nãy chúng ta nói rồi. Đấy, nó chỉ là một sự giải thích thêm cho cái manchet đấy, để mọi người khi mà nhấc cái tạp chí lên người ta có một cái hình dung tốt hơn. Đấy, một hình dung tốt hơn và xem nó có chuẩn xác với lại cái nhu cầu của mình hay không. Có cũng được, không có cũng được, nhưng có thì tốt hơn. Đấy, tại vì điều này thì không thuộc dạng bắt buộc. Đấy, đơn vị chủ quản thì cái đấy là bắt buộc rồi. Đấy, thì đấy là quy định nhà nước. Thế còn ba cốt thì đấy là một cái xu hướng tương đối mới cho các cái tạp chí mà học theo kiểu của Tây. Ba cốt rồi giá, thì cái đấy là tương đối mới và nó cũng không phải là một cái thứ bắt buộc cần phải có. Có thì tiện hơn cho cái việc gọi là quản lý, thế thôi, chứ còn không có thì cũng không chết ai. Thì đấy là một số các cái thông tin mà chúng ta thấy là nó sẽ xuất hiện ở trên một cái bìa tạp chí. Trong đó sống chết gì thì có 5 cái này nhá. Có 5 cái này là 5 cái kiểu gì các bạn cũng sẽ thấy có mặt ở trên bìa. Đấy. Còn thằng 6, thằng 7 thì có cũng được, không có cũng được.
thuộc dạng 5 ăn 5 thua. Đấy, có thì tốt hơn mà không có thì cũng không ai chết cả. Đấy, trong đó thì có cái 4 cái đầu thì có vẻ như là nó xuất hiện để mà giải quyết cho cái nhu cầu của nội tại của cái tạp chí cũng như là cái người mà có nhu cầu đọc. Thế còn cái thứ 5 thì là cái đấy là thuộc về yêu cầu nhà nước bắt buộc phải có, mặc dù có thể là người nào chẳng cần quan tâm. Đấy, nhưng mà thiếu nó thì cũng không được. Thế thì bây giờ chúng ta đã liệt kê ra về số lượng và các cái loại thông tin mà sẽ xuất hiện, và chúng ta cũng đã định nghĩa được là các cái tầm quan trọng của từng yếu tố một. Thế thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào phân tích một chút để hình dung ra là nó quan trọng như thế là vì sao và nó có đặc tính như thế nào trong cái việc trình bày ở trong một cái bìa tạp chí. Bây giờ chúng ta bàn tới các cái đặc tính nhé, các yêu cầu và đặc tính của các yếu tố. Đầu tiên vẫn là cái thằng Mochette. Tiêu đề theo các bạn, nó có những cái yếu tố nào? Đặc điểm của nó là gì? Cái gì? Ngắn gọn xúc tích nhá. Bản chất nó đã là ngắn gọn xúc tích rồi, cái điều đấy không cần phải nói. Một cái manchet, một cái tên, một tờ báo hay tạp chí bao giờ nó cũng ngắn gọn rồi. Thường nó chỉ 2-3 từ thôi, không bao giờ dài hơn cả. Bản thân của nó thì nó đã mang trong nó cái yêu cầu đấy gần như mặc nhiên rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói về các vấn đề nó thuộc về yếu tố kỹ thuật nhé. Yếu tố kỹ thuật, yếu tố thị giác. Kích thước lớn, ok, đúng rồi, nó là thằng quan trọng nhất ở trong cái tạp chí, cho nên mặc nhiên là nó phải lớn để nó phân biệt được cái vai trò ông chủ của nó trong cái tạp chí đấy. Tiêu đề là một thứ bất biến, đúng không? Tiêu đề là một thứ bất biến. Bây giờ số đầu tiên là ra số 1, cho tới sau này ra số 1000, có thể mỗi một cái số đó có một cái ảnh bìa khác nhau, có một tông màu khác nhau, có rất nhiều các tiết bài khác nhau đưa lên, nhưng mà cái manchet đấy vẫn là một cái manchet bất biến, đúng không? Không thay tên đổi họ gì cả. Đấy. Thằng nào mà giữ giá trị bất biến thì thằng đấy là thằng quan trọng nhất. Đấy. Thế nhưng mà nó cũng có những yếu tố về mặt kỹ thuật của nó, thì to này, dễ nhìn này, còn gì nữa không? Nào bây giờ chúng ta ghi chú luôn vào đây nhá. Thứ nhất là to này, dễ nhìn này, khẳng định vai trò quan trọng nhất này. Rồi, đấy là một yếu tố. Về mặt kỹ thuật nó còn gì nữa không? Một cái manchet nó còn có yếu tố gì nữa không nhỉ? Trình bày đẹp mắt rồi dễ nhìn hơn nhau. Trình bày đẹp mắt á? Em đang có một chút lẫn lộn đấy. Ừ. Theo em trình bày đẹp mắt cái mang sát thì nó sẽ là như thế nào, gọi là trình bày đẹp mắt? Thay vì nó sẽ thành hoa học trò, hoa học bạc trò, hoặc là chữ hoa to lớn, một chữ hoa to lớn đấy viết được chữ hoa học và chữ trò thì cái bây giờ chúng ta đang nói về mặt kỹ thuật nhé.
Mindset bây giờ chúng ta đang nói là mindset nó đã định hình rồi, nó có tên ví dụ như là phụ nữ hay là thanh niên hay là mẹ và bé hay là một cái tạp chí gì đó, thời trang hay là tạp chí đá quý hay là tạp chí công nghệ. Thế thì bây giờ cái vấn đề là cái yếu tố mà em nói rằng là trình bày đẹp mắt đấy là trình bày đẹp mắt cho cái tờ báo hay cho bản thân cái mindset đó? Bản thân mindset thì bây giờ chúng ta lại nói luôn thế này nhé. Mindset nó tất nhiên về mặt yếu tố đẹp thì là cái gì trong cuộc sống này cũng cần thiết cả, bất cứ cái gì đẹp luôn luôn tốt hơn là xấu đó. Nhưng mà cái yếu tố đó thì dù đẹp hay xấu, một khi đã đăng ký thì cái mindset đó nó cũng sẽ cứ tồn tại với tờ báo cho tới khi nào đăng ký lại. Đúng rồi, nó thực ra nó là thương hiệu của cái tờ báo, nó là nhãn mác của cái tờ báo. Cho nên là không phải là cái yếu tố mà hôm nay cảm thấy xấu, ngày mai muốn làm lại cho nó đẹp là cứ thích là làm đâu. Cũng như bây giờ cứ chê bảo tại sao ngày xưa bố mẹ đặt tên con xấu thế, có phải là thích tên khác là đặt đổi được đâu. Yếu tố đó là về yếu tố hạ nói, nó là yếu tố về mặt thẩm mỹ, yếu tố về mặt thiết kế, chứ tôi đang muốn nói là về yếu tố kỹ thuật cơ. Ví dụ như là chúng ta quay trở lại yếu tố như nào gọi là kỹ thuật nào. Yếu tố kỹ thuật có nghĩa là ví dụ như là một cái tài liệu muốn in được offset thì nó phải là hệ màu CMYK, nó phải là độ phân giải 300. Còn cái nội dung đấy nó là cái gì, nó đẹp, nó xấu, nó nói về cái gì tôi không quan tâm. Những cái thứ đấy nó thuộc về kỹ thuật đủ để có thể là đáp ứng được yêu cầu để in được. Đấy, ví dụ như thế thì cái đấy nó gọi là yếu tố kỹ thuật. Yếu tố kỹ thuật nó không liên quan gì tới nội dung, nó không liên quan gì tới xấu đẹp cả. Đấy, thì cái tiêu đề nó có yếu tố kỹ thuật gì không? Mindset có bao giờ các bạn thấy rằng là mỗi một tuần nó lại chạy sang một vị trí khác nhau không? Có hay không? Có á. Tạp chí nào mà có lạ đấy? Hoa học trò á? Em nhớ là báo à, có mấy tờ vị trí nó khác nhau. Có tờ nó sẽ nằm ở bên bên phải, cái tờ nó nằm ở trên. Có nhầm lẫn mindset với lại yếu tố nào khác không? Đừng nhầm lẫn mindset với các yếu tố khác nhé. Về mặt nguyên tắc, mindset là một cái thứ mà bất biến về mặt kích thước, bất biến về mặt vị trí. Tôi không cần quan tâm là số này nội dung nó là cái gì, nó là tháng mấy, nó là chủ đề gì. Nhưng mà về mặt nguyên tắc, mindset là một thứ bất biến về mặt kích thước. Số này hay số sau cũng không có chuyện to hơn hay nhỏ hơn, cũng không có chuyện là nâng lên một phân hay hạ xuống một phân, không có chuyện là số này nằm ở trên đầu, số kia nằm ở giữa, số nọ lại đặt ở xuống dưới chân. Đặt đâu cũng được, nhưng mà về mặt nguyên tắc là gì đây? Thông suốt từ đầu đến cuối, số nọ đến số kia, mindset nằm một vị trí, không đổ, kích thước không đổ. Đấy là cái yếu tố về mặt kỹ thuật. Đấy. Nhưng nó lại có một cái yếu tố khác, nó lại không giống như là logo, nó không giống như thương hiệu.
ở cái chỗ là màu thì nó lại có thể có quyền đổi. Đấy. Màu thì nó lại có quyền đổi. Nhưng mà riêng về kích thước, về vị trí thì nó về mặt lý thuyết là không đổi. Đấy. Cũng có một vài trường hợp rất rất đặc biệt thì cũng có những sự phá cách chứ không phải là không. Nhưng phá cách không có nghĩa là tôi lôi nó đi ra vị trí khác. Không có nghĩa là tôi thu nhỏ nó lại hay phóng to nó ra. Mà đôi khi, tức là dựa trên cái ảnh thì có khả năng là sẽ phá vỡ cấu trúc một tí để cho nó ăn nhập vào cái ảnh một chút. Chốc nữa tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ tìm ra cái ảnh đó để cho các bạn xem. Nhưng về mặt nguyên tắc, hầu như là 100 trường hợp thì đến 99,9 trường hợp là nó sẽ tuân theo nguyên tắc là nằm một chỗ, không đổi, có một kích thước không đổi, nhưng có đặc điểm là màu thì có thể biến phù hợp với lại cái chủ đề của cái ảnh. Đấy. Cái ảnh màu gì thì người ta sẽ cố gắng hoặc là đồng tông hoặc là nghịch tông để làm sao cho nó tạo ra thành một cái tổng thể chỉnh thể mà nó sẽ đẹp mắt, nó hợp lý nhất. Đây này, đấy, bây giờ mới là cái vấn đề gọi là khi màu mà đổi thì nó thuộc về vấn đề thị giác, vấn đề thẩm mỹ. Đấy, để làm sao cho nó tạo thành một cái chỉnh thể hài hòa nhất. Thế thì bây giờ to này, dễ nhìn này, bất biến. Bất biến về vị trí, kích thước. Thế đấy là cái đặc tính của cái mang xét. Thế còn thêm một yếu tố nữa thì thực ra trước đấy chúng ta cũng đã đề cập tới một ít rồi. Nó cái tương quan của nó này. Tương quan tầng tầng thứ với ảnh bìa thì cái này thì chúng ta đã đề cập tới rồi, đúng không? Nó có hai vị trí, nó có hai cách. Một là nằm trên toàn bộ, đúng không? Bất kể ở dưới cái ảnh bìa hay các nội dung gì, nó nằm trên cùng. Đấy, và cách thứ hai là gì đây? Nằm xen vào với lại ảnh bìa. Mà thông thường trong trường hợp này là ảnh bìa là thường có người, đó, thì nó sẽ chen vào, nó nằm cùng với người và sẽ bị một phần nào đó của cái đầu của người ở trong cái ảnh bìa đấy nó che đến một phần đấy. Tương quan tầng thứ với ảnh bìa thì là một là nằm trên cùng, và hai là gì đấy ạ, xen vào cùng ảnh bìa như một chỉnh thể. Đúng nhất. Thì đấy, đấy là mấy vấn đề mà chúng ta sẽ liệt kê ra. Thế thì đến đây, và ở đây chúng ta cũng sẽ ghi chú luôn, thường là ảnh bìa có người. Dung. Thì trong trường hợp này sẽ là ảnh nó xen luôn cùng bằng xét, nó sẽ che đi một phần, đúng không? Che đi một phần. Thế nhưng mà đến đây, cái nằm trên cùng thì ok, rất là đơn giản rồi. Nói tóm lại là đấy là một vị trí bất biến và nó nằm layer trên cùng. Thế còn ở dưới nó muốn là bao nhiêu thứ thì kệ xác. Đấy là một yếu tố. Thế còn một yếu tố nữa là xen vào thì như vừa nãy chúng ta vừa nói, nó là thường là khi nào có người thì mới xen đấy, có người thì mới xen vào. Thế nhưng mà xen vào như thế thì cái vị trí của nó và các cái yêu cầu của nó sẽ là như thế nào? Nếu bị che đi một phần thì yếu tố mà cần phải lưu ý là cái gì?
đương nhiên là vẫn phải đọc được đúng không? Cha có một cái điều tiết làm sao đủ để nó lấp đi một phần thôi, nhưng mà cái yếu tố dễ đọc là vẫn phải đọc được, vẫn phải đánh vần ra được là cái tạp chí đó tên là gì. Đấy, nếu mà che quá đi thì sẽ không đọc được nữa, tại vì cái mang sát là cái yếu tố mà cần phải quan tâm đến hàng đầu. Nếu mà bây giờ tôi phục vụ về cái thẩm mỹ, tôi phục vụ về cái gì đó mà tôi che cái mang sát thì nhiều quá, đến lúc mà đánh vần không ra cái tên tạp chí nó là cái gì nữa thì không ổn rồi. Tại vì như chúng ta thấy đấy, luôn luôn sẽ có những cái độc giả khác nhau. Độc giả trung thành thì mắt nhắm mắt mở, người ta cũng giơ tay ra, người ta cũng vớ được đúng cái tạp chí đó ở trên giá, bất kể là giữa bao nhiêu quyển tạp chí. Tại vì thực ra là nó có một cái style nhất định rồi. Người ta liếc mắt qua một cái là người ta sẽ biết ngay là cái nào là cái tạp chí mà quen thuộc người ta. Nhưng đối với lại một cái độc giả theo kiểu vãng lai, độc giả lần đầu tiên mà người ta sờ đến một quyển tạp chí, thì cái yêu cầu rất là quan trọng, đấy là phải đọc được đúng, đọc được dễ dàng cái tên tạp chí. Do đó thì cái yếu tố mà cái manchet đó muốn xen vào như thế nào đi nữa thì cũng phải đọc được cho nó chuẩn. Còn các trường hợp mà che chắn đến mức độ mà cứ phải đánh đố nhau để xem tên tạp chí là gì thì như thế là không ổn lắm. Đấy. Vẫn có rất nhiều trường hợp, kể cả những tạp chí nổi tiếng cũng vẫn có những cái trường hợp mà họ cũng trình bày nó cũng tương đối quá tay. Và nếu như mà chưa một lần nào mà nhìn thấy cái tạp chí đó thì chắc chắn là không dịch ra được nó là cái gì. Thế còn đấy là về phần cái ảnh mà xem vào. Thế nhưng mà nằm trên cùng thì nó cũng có một vài cái yếu tố mà cần phải lưu ý. Nằm trên cùng là nằm trên cùng ở một cái dạng, một cái ảnh mà chung chung thì không nói. Nhưng nếu mà nằm trên cùng mà là ảnh chân dung thì sao? Một chân dung của ai đó thì cái manchet này nó sẽ được phép là đặt đè lên trên, đè lên đâu? Là bây giờ nhé, để tôi, các bạn chờ một xíu, tôi sẽ lục ra mấy cái ảnh và bìa, sau đó chúng ta cùng nhau xem, chúng ta cùng nhau phân tích thử xem là có những cái thể loại nó như thế nào. Rồi các cái thứ mà chúng ta vừa nói đó thì trông trong thực tế nó sẽ làm sao nhé. Đây, chút nữa có thể là chúng ta sẽ xem thêm nhiều cái khác nữa. Nhưng bây giờ đưa ra một vài cái bìa đó, chúng ta cùng nhau xem trên này nó có những cái gì, và nó sắp xếp các yếu tố ở trên cái bìa, trên cái tạp chí trông nó ra làm sao. Đây, cái này là Bazaar này. Và cái này nó thuộc về dạng là nằm trên đúng không? Manchet này là nằm trên. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang cái trường hợp khác nhé. Time. Cái này cũng thuộc dạng nằm trên. Đó. Cái này vẫn là cái Bazaar đấy, nhưng mà các bạn thấy là nó nằm bên dưới. Đó, nằm chen vào cùng với hình. Đây, bản Bazaar này tiếng Trung này. Đây cũng là nằm trên này. Thằng này là nằm trên này. Vosh này, nằm trên này. Bản tiếng Nga này. El này. Hầu hết đây các ví dụ này cũng thuộc những tạp chí mới cả. Và cũng phần lớn là liên quan đến các bạn cả đấy, đúng không? Toàn thời trang, toàn các cái chủ đề của chị em cả thôi. Vosh này. Cái này thì lại cũng thuộc dạng lồng vào đây này. Đặt trên này. Đặt. Cái này là lồng ra phía sau này. Live này cũng là lồng ra phía sau này. Ra phía sau này. Đây có một cái cực kỳ đặc biệt. Đấy là cái V Magazine.
thằng này mang sét và nó nằm căng hết cả cái mặt này, luôn luôn chen vào, luôn luôn vào cùng với lại ảnh người mẫu. Đấy. Bao giờ cũng phải xử lý, chứ không có cái chuyện mà đặt đánh nguyệt cái mang sét lên. Này. Nó sẽ phải xử lý, luôn luôn có xử lý giữa cái mang sét với lại cái ảnh, làm sao cho nó ăn được vào với nhau. Đây, trong trường hợp này, đây là một trường hợp rất hiếm. Đó. Đây là trường hợp rất hiếm là cái bazaar này là nó phá cách. Nhưng mà trong rất 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 nhiều số thì rất lâu mới có thể thấy được một cái mang sét nó kiểu phá cách như thế này. Mà nó cũng sẽ không phá cách bằng cái cách là nó đẩy vị trí ra chỗ khác. Nó vẫn là nằm ở cái vị trí tương đối giống như là những cái bản mà không phá. Đấy. Nhưng mà thi thoảng nó cũng có cái này. Mà thực ra thì tôi cũng mới chỉ thấy có cái bazaar này là nó có cái trò phá cách này thôi. Đấy. Thường thì nó sẽ vẫn có đặt trên ảnh hay là đặt dưới ảnh, xen vào hay là như thế nào nữa, thì về mặt nguyên tắc nó thường thường là nó sẽ giữ cái vị trí tương đối là bất biến. Đấy, độ to, vị trí. Thế còn ví dụ như màu sắc thì vừa nãy đến giờ chúng ta thấy có rất là nhiều màu, rất nhiều chất liệu có thể đưa lên trên đó. Nhưng mà duy nhất cái vừa rồi đó, thấy có cái này là cái mà nó phá cách này. Đấy, thì xem qua một chút thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trong cái trường hợp mà chúng ta đặt thì cố gắng là làm sao để cho người ta có thể đọc được. Đấy, phá cách thì phá nhưng mà làm sao cho đọc được. Thế còn đặt ở trên mà đặt ở trên thì nó còn phụ thuộc vào nó đặt ở trên cái ảnh như thế nào. Nếu mà một cái ảnh mà nó lại là chân dung thì ảnh nên đặt đến đâu, chữ đặt đến đâu ở trên cái ảnh đó, thì bao giờ nó cũng sẽ tính ở chân tóc như thế này, chân tóc xuống đến một khoảng 1/3 chán, còn không xuống sâu hơn nữa. Có biết tại sao nó lại không xuống sâu hơn nữa không ạ? Thường là nó chỉ tính từ chân tóc thôi, thằng nào xuống sâu quá thêm một ít thì nó cũng chỉ đến độ khoảng 1/3 chán thôi. Lý do tại sao nó không xuống sâu hơn nữa mà chỉ đến thế thôi. Ở đây thì tôi vẫn chưa kịp tìm ra mấy cái ảnh mà nó nặng về cái vấn đề này. Đây, bây giờ để xem nhé. Chợt thử một cái nha. Ví dụ như là chúng ta xem qua một lượt ở đây. Đây là dạng đặt lên trên đúng không? Đây, đặt lên trên. Thế các bạn nhìn thấy đây, cái mang sét này. Nó cũng luôn quanh quẩn ở cái khu vực chân tóc này. Đó. Bây giờ xem tiếp một cái nữa mà nó đặt lên trên nhé. Đây ví dụ Cosmopolitan. Đó, đây. Nó cũng đặt ở khoảng chân tóc này thôi. Bây giờ xem thử cái đằng khác. Đây. Đây. Đây là đằng dưới rồi, không tính. Chúng ta xem đây, ví dụ nam nhé. Icon nhé. Cũng là đặt ở chỗ vị trí chân tóc thôi. Hiếm có những cái trường hợp mà đặt quá sâu, đặt sâu xuống trán. Đó, đây. Premier. Cũng chân tóc nhá.
Đây, nữ nha, cũng chỉ quãng chân tóc xuống đấy, như tôi nói quãng độ khoảng 1/3 là cùng, 1/3 chán là cùng. Có biết tại sao lại như thế không? Tại sao không ăn sâu xuống hơn? Đó. Tại vì thực ra nó sẽ tạo ra một cái sự tranh chấp, nó sẽ tạo ra một sự tranh chấp. Tại vì khi mà cái ảnh mà chân dung ấy, ảnh chân dung thì cái quan trọng nhất mà cái thu hút người ta nhất là cái mắt, đúng không? Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, thì đã đặt một cái chân dung lên, cái điều đầu tiên người ta nhìn vào, người ta sẽ nhìn vào mắt. Thế nhưng khi mà cái mang sắc là cái gọi là ông chủ ở trong cái tờ báo rồi, trong tạp chí rồi, nó sẽ là cái mà nó muốn luôn luôn khẳng định nó là thằng được quan tâm nhất. Thế nhưng mà nó đặt cùng với một cái yếu tố khác cũng thu hút không kém, đó là cái chân dung. Chưa biết là xấu hay đẹp, nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng mà đã là một cái chân dung thì bao giờ người ta cũng sẽ có một cái sự tập trung rất là lớn vào trong cái chân dung đó. Và cái thứ mà gây chú ý nhất ở trong cái chân dung đấy là cái hai con mắt đấy. Nếu như mà bây giờ chúng ta đặt cái măng xét, hay là thực ra đặt cái măng xét là không đúng, tại vì về mặt nguyên tắc là măng xét nó là bất biến rồi, mọi thứ đều phải co duỗi để làm sao cho phù hợp với cái măng xét, chứ không phải cái măng xét nó co duỗi để phù hợp với những thằng khác. Đó, măng xét nằm đúng một chỗ rồi, tao cứ ở đấy, còn chúng mày muốn làm thế nào cho phù hợp với tao thì làm. Đó, đấy, cái thằng đấy là thằng thuộc dạng chây đấy, ông cứ thế đấy. Thế cho nên là ảnh chúng ta sẽ co duỗi làm sao để cho nó ăn được vào cùng với cái măng xét một cách hợp lý. Thế nhưng mà các bạn thấy đấy, nếu như mà chúng ta đẩy lên quá thì cái mắt cũng sẽ là cái mà gây chú ý, và cái măng xét cũng là cái gây chú ý. Khi mà hai thứ mà cùng gây chú ý mà lại nằm sát nhau quá thì chúng nó đánh nhau đấy, nó sẽ tranh nhau làm tổ trưởng mất. Cho nên là người ta luôn luôn cố gắng điều tiết làm sao để cùng quan trọng cả, nhưng mà người ta phải cách nó ra, không để hai thằng cùng bảng bao quan trọng nhất nằm cạnh nhau như thế được thì nó đánh nhau mất. Đấy là lý do tại sao người ta luôn luôn cố gắng co kéo để làm sao cái măng xét nó cũng sẽ chỉ nằm ở cái vị trí chầm tóc thôi, chứ không ăn sâu xuống nữa. Ăn sâu xuống nữa là giờ, ăn sâu xuống nữa sẽ gây loạn cái thị giác khi người ta nhìn vào. Người ta cứ phải quét mắt lên xuống liên tục giữa cái măng xét với lại cái chân dung, nhất là cái khu vực cái mắt đấy. Đấy, cho nên là cái lý do đấy là làm cho là khi mà chúng ta đưa cái ảnh và chúng ta co kéo, chúng ta xử lý cái ảnh thì luôn luôn cố gắng là chỉ để cái măng xét nó ở cái cỡ cái chân tóc mà thôi, chứ nếu mà xuống sâu quá là bắt đầu nó sẽ gây chuyện. Thế bây giờ đấy là chúng ta nói về cái măng xét này, đằng trước hay đằng sau này, rồi thì cái vị trí đấy, cũng có những trường hợp cũng tương đối sâu chứ không phải là không đấy. Nhưng mà nếu mà so sánh để mà chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ cái tần suất mà phá cách đưa xuống sâu với lại cái tỷ lệ gọi là tôn trọng cái vị thế của cái măng xét ấy, thì 100 trường hợp thì may ra mới tìm được 1-2 trường hợp là phá cách, là đưa thật sâu xuống thôi đấy, đưa sát xuống mắt thôi, còn thường là người ta sẽ tránh cái mắt ra đấy. Thế bây giờ yếu tố nữa mà chúng ta cần phải xem sau khi mà nói về với lại các yêu cầu của nó rồi, thứ nhất là bất biến về mặt vị trí, về mặt kích thước đấy, màu sắc thì có thể thay đổi, và đôi lúc thì cũng có thể có tạo ra một cái phá cách nào đó, nhưng mà không nên lạm dụng cái điều này đấy. Và vị trí thì thông thường là có hai thứ, một là đặt phía trên, hai là đặt sen vào ảnh. Nếu đặt sen vào ảnh thì yêu cầu là gì đây, cố gắng là cái phần bị che vừa phải đủ để cho nó tạo ra sự đan sen giữa cái ảnh và cái măng xét, nhưng mà vẫn không làm khó trong trường hợp người ta muốn đọc chính xác cái tên măng xét. Thế còn cái măng xét nếu mà đặt phía trên thì phần lớn là tương đối dễ, nhưng nếu mà đã đụng tới chân dung đấy
thì độ sâu không nên ăn sâu quá trong trán, mà thường sẽ quanh quẩn ở chân tóc và cùng lắm ăn xuống cỡ độ khoảng 1/3 chiều cao của trán thôi. Đấy, sâu xuống sâu quá thì nó sẽ tạo ra cái sự đánh nhau giữa cái mang sét và cái mắt của nhân vật ở trong biển. Đấy là lý do mà không nên đưa sâu quá. Thế thì còn cái ảnh bìa thì có cái vấn đề gì cần phải lưu ý hay không? Thực ra thì ảnh bìa là một cái thứ mà rất là phong phú. Đó, bây giờ chúng ta quay trở lại với cái nội dung này. Bây giờ đến ảnh bìa nhé. Ảnh bìa. Ảnh bìa thì thực ra về mặt nguyên tắc thì nó cũng khó để mà đưa ra được cái quy chế cho nó. Đó. Tại vì là thứ nhất là mỗi tạp chí thì nó sẽ nói về một cái chủ đề gì đó, nó đáp ứng cho một cái thể loại nào đó khác nhau, thể loại người đọc khác nhau. Và trong mỗi số thì nó cũng sẽ có những chủ đề riêng trong số đó. Do đó thì cái ảnh bìa là một cái thứ rất là phong phú, nó thay đổi liên tục. Tuy nhiên là có một vài thứ mà chúng ta cần phải lưu ý như thế này. Đấy là hạn chế nhé. Bây giờ tôi dùng cái từ gọi là hạn chế sử dụng ảnh ngang để làm bìa. Đấy. Về mặt nguyên tắc, cố gắng là ảnh bìa là ảnh dọc. Thực ra ấy, thì cái ảnh bìa làm nó cũng là một cái thứ rất là đau đầu. Vì sao? Một cái ảnh có thể đẹp nhưng chưa chắc lên bìa đã đẹp. Đấy. Bản thân cái ảnh rất đẹp nhưng khi đưa vào bìa thì nó lại phải sống chung với rất nhiều thứ khác ở trên bìa. Thứ nhất là nó sống chung với một cái thằng mà ương bướng là cái mang sét. Đấy, ông không đi đâu cả, ông chỉ đứng đây thôi. Mày muốn đứng làm sao cho hợp lý thì mày đứng. Đấy là cái thằng mang sét, là cái thằng mà ương bướng bất biến luôn về mặt vị trí, bất biến luôn về mặt kích thước. Thế tự dưng là khi nó một cái ảnh rất đẹp đập vào trong bìa thì nó đã vấp phải ngay cái đầu tiên là cái thằng mang sét này rồi. Làm sao để ăn dơ được cái thằng mang sét đó? Tại vì thằng đấy nó không đi đâu cả, nó cứ chiếm chỗ đúng ở đấy. Thế thì đáng nhẽ ra cái bố cục của cái ảnh thì phía trên nó là cái gì để cho nó đẹp cái ảnh thì đấy là chuyện của cái ảnh. Nhưng khi cái ảnh chui vào trong cái bìa thì tự dưng là bị một thằng áp chế ngay lập tức. Đấy, rồi sau đó thì lại một đống các cái tiêu đề bài đinh bắt đầu nó giải ra ở trên bìa. Đấy, thì điều tiết như thế nào, sắp xếp như thế nào, bố cục như thế nào để cho nó không lấn át ảnh bìa, nó cũng không làm phá nát ảnh bìa ra và nó vẫn ăn nhập được vào với cái mang sét, thì đấy là một cái chuyện không hề đơn giản một tí tẹo nào. Chúng ta cứ cầm các quyển tạp chí trên tay, chúng ta cứ gật gù vào, hoặc là chúng ta chê bai vào cái bìa này xấu thế hay là cái bìa này đẹp thế. Thế nhưng mà thực ra thì làm việc của nó không hề đơn giản một tí tẹo nào cả. Đấy. Tại vì chúng ta phải điều tiết rất là nhiều thứ để làm sao cho một cái ảnh mà nó chung sống hòa bình được với tất cả những cái thứ mà lổn nhổn ở trên bìa đấy, mà nó vẫn giữ được cái nét đẹp của cái ảnh vốn có và đồng thời nó lại tạo ra một giá trị mới làm cái bìa tốt. Thế thì cái bìa đấy thì về mặt nguyên tắc là cố gắng là lấy ảnh là lấy ảnh dọc đấy, để làm sao ít bị cắt cụt, ít bị mất những cái thông tin nhất. Chứ còn một ảnh ngang nó đẹp là vì nó ngang, nó đủ hết các thứ thành phần theo chiều ngang đấy thì nó mới đẹp. Bây giờ khi mà chúng ta không tìm ra cái ảnh nào, chúng ta lôi một cái ảnh ngang vào để làm bìa, tự dưng là chúng ta cắt cực kỳ nhiều thông tin ở trên cái bìa đấy đi rồi, trên cái ảnh đấy đi rồi. Cho nên cái giá trị gốc, cái giá trị thông tin gốc của cái ảnh đó nó không còn nữa, nó bị xén mất đi rồi. Đấy, đấy là trường hợp mà cực chẳng đã, tức là không thể nào mà tìm ra nổi một cái ảnh nào mà nó có thông tin yêu cầu mà lại ở cổ dọc, thì thôi mới đành phải lấy cổ ngang mà cắt ra thôi. Chứ còn hạn chế đến mức tối đa cái việc gọi là tạp chí dọc mà lại lấy ảnh ngang. Thứ hai nữa là nên có một cái sự chuẩn bị, nên có một cái sự đặt hàng cho rõ ràng. Đấy, tại vì là mỗi một số thì nó sẽ có một cái chủ đề nhất định nào đó, và chủ đề đó thì cần phải có một cái sự đặt hàng, cần phải có một sự chuẩn bị đàng hoàng, chứ không phải là bạ cái ảnh nào vơ vào.
một cái ảnh mà được đặt hàng nó khác hoàn toàn với lại một cái ảnh mà được gọi là chụp đẹp đấy. Tại vì như tôi nói đấy, một cái ảnh chụp đẹp thì nó đứng riêng nó rất đẹp, nhưng chưa chắc đặt vào trong một cái bìa nó đã đẹp, vì người ta không có ý thức là chụp để làm bìa đấy. Tại vì chụp để làm bìa là người ta phải hiểu là nó sẽ phải sống chung với cái mang sát, nó phải sống chung với lại những cái tiêu đề, nó phải sống chung với những thông tin khác là có mặt ở trên cái ảnh đó, chứ không phải là người ta chỉ ngắm riêng cái ảnh. Cho nên là đôi khi một cái ảnh rất đẹp ở cái góc độ gọi là chỉ xem ảnh không, nhưng đôi khi cái ảnh đó đưa lên bìa thì lại thành một cái bìa giả đấy. Tại vì khi chụp người ta không hề có ý tưởng là chụp để làm bìa, nhưng cũng một cái ảnh mà nếu mà nhìn bình thường ra chỉ xem ảnh không thôi, nó sẽ là một cái ảnh mà nó cũng không có gì xuất sắc cả. Nhưng mà nếu như nó được chụp ở cái tâm thế là tôi chụp để làm một cái bìa, có nghĩa là người ta đã tính toán là à, cái đối tượng chính nằm ở đây, cái chỗ này chừa ra cho mang sát, chỗ kia là để đặt các tiêu đề khác vào. Người ta có một cái tính toán như thế ở trong đầu khi mà người ta chụp, thì lúc mà lên cái bìa nó lại cực kỳ là ổn thỏa, vì là người ta có cái sự tính toán cho cái việc làm bìa đó. Đấy. Tất nhiên ảnh đẹp lên bìa càng tốt, nhưng không có cái gì đảm bảo rằng là nó sẽ là một cái bìa đẹp. Nhưng riêng cái trường hợp mà chụp mà đã có tính toán là tôi chụp để làm bìa, thì khẳng định rằng là nó luôn luôn tự ổn trở lên. Đấy. Tại vì là nó đã được tính toán, nó đã được chuẩn bị bố cục cho những cái yếu tố khác đưa thêm vào. Đấy. Chụp luôn luôn chừa chỗ cho những yếu tố khác để xen tiếp vào. Thế cho nên là một cái ảnh đặt hàng nó khác với cái ảnh để mà kiểu như là nhặt một cách bất kỳ, nhặt một cách ngẫu nhiên. Cho nên là làm một cái ảnh bìa như thế thì về mặt nguyên tắc thì nên là ảnh dọc, nên là yếu tố thứ hai là nếu tốt nhất được thì là đặt hàng đàng hoàng. Đấy. Lúc ấy thì có chủ đề ABC rồi đấy, đặt hàng thì người ta chụp và người ta cũng cần phải biết được là những yếu tố mình ít nhất là cái mang sát nó to nhỏ như thế nào đấy. Người khi mà đặt hàng người ta chụp, người ta sẽ tính toán luôn cho mình là cái chỗ chừa lại chỗ nào là để các cái nội dung còn lại. Yếu tố thứ ba nhé, yếu tố thứ ba thì là tiêu đề bài đình. Ok, bài đình. Thứ nhất là số lượng. Theo các bạn, có bao nhiêu tiêu đề hay được đưa ra ngoài? Nhiều là bao nhiêu? Theo hạ là bao nhiêu? Ví dụ như là ui dạ. Tức là cái bài đặt mà ví dụ như là nó nổi bật, không tính gì của chuyện cười hoặc là cái chuyện tư vấn chẳng hạn. À tất nhiên cái chuyện cười hay tư vấn nó không được coi là bài. Thế còn lại tất cả những cái thứ khác gọi là bài sẽ đưa hết ra gì? Hay sao? Gần như thế. Thư có ý kiến khác không? Theo Thư thì có bao nhiêu tiêu số lượng tiêu đề là bao nhiêu sẽ được đưa ra ngoài một cái điểm? Dưới 8 bài. Tại sao lại là con số 8 chứ không phải là 9 hay 10 nhỉ? Mùi thì bảo là bao nhiêu? Trong khoảng 5 đến 10 bài. Tại sao lại ra một cái tham số mà nó có thể là gấp đôi với nhau như thế được nhỉ? Tùy theo số báo. Thảo sao? Ý kiến của Thảo sao? Tiêu điểm chính. Không, nhưng mà thầy đang muốn hỏi về mặt số lượng đưa ra sẽ là bao nhiêu. Ừ, khoảng
theo theo em thì khoảng bao nhiêu bài sẽ được đưa ra ngoài bìa? Và lý do tại sao lại là con số đấy chứ không phải là con số khác? Tại sao lại ít, không ít hơn mà tại sao không nhiều hơn? Các tạp chí khác nhau thì nó có đưa ra số lượng khác nhau hay không? Thực ra số lượng thì không có bất cứ một quy định nào là sẽ đưa bao nhiêu bài ra ngoài. Ở đây nó sẽ có phụ thuộc vào mấy vấn đề. Một là đưa ra số lượng bao nhiêu thì trình bày nó có đẹp hay không, về mặt thẩm mỹ là nó cần phải có ở trong đó. Thứ hai là cái độ quan trọng của các bài, mặc dù có thể đưa ra nhiều, đưa ra ít, nhưng nó cũng vẫn có bài đinh của các bài đinh. Đấy, nó cũng sẽ có những bài quan trọng hơn các bài khác. Và do đó thì bố cục cái trình bày làm sao người ta cũng phải trình bày để cho nó có được cái tính phân cấp ở trong đó. Khi người ta nhìn vào, người ta biết ngay bài nào là bài quan trọng nhất cần phải đọc ở trong cái số này, thì người ta trông vào, người ta phải biết ngay là bài nào là bài đinh nhất ở trong đấy. Thế còn ngoài ra thì theo cái ý kiến chủ quan của người trình bày cũng như của tờ báo, thì cái bài nào nên đọc hơn bài nào nó cũng sẽ thể hiện ở cái mức độ hay là cách trình bày. Thế và cái số lượng ấy thì nó phụ thuộc vào cái thể loại, nó phụ thuộc vào cái thể loại tạp chí. Ở đây thì phân kỹ ra thì hơi khó, nhưng mà tôi tạm dùng một khái niệm là những cái tạp chí mà có cái đối tượng phục vụ một cách rõ ràng, và những tạp chí mà có dạng gọi là đối tượng phục vụ không rõ ràng lắm, thì nó sẽ quyết định là cái số lượng tiêu đề được đưa ra nhiều hay ít. Đấy. Như thế nào gọi là số hạn cái đối tượng phục vụ rõ ràng và không rõ ràng? Hay là chúng ta tạm dùng một cái khái niệm mà có thể không chính xác lắm nhé, chúng ta tạm gọi là những cái tạp chí nghiêm túc và tạp chí lá cải đi. Tạp chí nghiêm túc thì thường người ta đưa ra ít tiêu đề thôi. Đấy, vì sao? Vì người ta không phải phục vụ quá nhiều đối tượng. Đối tượng của người ta là ai, tầm tuổi như thế nào và mong muốn cái gì thì người ta cũng đã xác định tương đối rõ, tương đối tốt rồi. Và do đó thì họ chỉ tập trung vào những cái mà họ cho là quan trọng nhất, nổi bật nhất. Và do đó thì họ cũng sẽ đưa ra một vài cái tiêu đề ra ngoài. Đấy, mà thường thì là số lẻ. Đấy, trong những số đặc biệt có khi nó chỉ đưa một tiêu đề ra ngoài. Đấy, còn thông thường là 3, nếu mà nhiều hơn một tí thì là 5, ít khi có số chẵn. Thế còn một yếu tố nữa là gì? Như chúng ta phân tích lại là các cái đối tượng mà phục vụ một cách rõ ràng hay là không rõ ràng thì tạp chí lá cải, tạm gọi, tạm dùng cái từ lá cải nhé, chúng ta không đừng đánh đồng nghĩa cái lá cải có nghĩa là tạp chí nó nhảm nhí. Thực ra cái tạp chí nào nó ra đời nó cũng có lý do của nó và nó cũng có cái cách phục vụ của nó. Thì ở đây chúng ta nhìn lại cái gọi là lá cải thì xem họ phục vụ ai và phục vụ ở đâu. Đấy, ví dụ một cái tạp chí gọi là nội san của một trường học hay là của cơ quan hay là của ban ngành đoàn thể gì đó, cái mục tiêu của nó rất là rõ ràng rồi, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như là những cái tạp chí mà mang tính giải trí, những cái tạp chí mà mang tính giết thời gian, tức là ví dụ như là ở đây chúng ta đi học đi làm chắc là độ khoảng 10 cây đi làm đi học là xa lắm rồi, đúng không? Có những bạn nếu mà thêm hoành tráng nữa thì khoảng 15-20 cây đi, thì đó là con số kinh khủng để mà đi làm hay đi học. Nhưng mà thực ra thì cũng vẫn không là gì so với các nước khác. Cái điều kiện mà giao thông của họ nó phát triển rất là tốt, có thể họ đi từ tỉnh này đến tỉnh kia đó. Đôi khi như bọn châu Âu có thể nó đi từ nước này đến nước kia, đi làm xong rồi tối nó lại đi về. Thì các bạn sẽ thấy rằng là
cái mức độ di chuyển, cái quãng đường di chuyển của họ rất là lớn và tất nhiên cũng tốn nhiều thời gian. Và trong cái quãng thời gian mà di chuyển từ chỗ làm về nhà hoặc là từ nhà đi đến chỗ làm thì họ phải chọn một trong hai phương án thôi. Một là ngủ, đúng không? Ngủ giấc đến nơi đi xuống. Hai, nếu mà không ngủ thì cũng phải có một cái gì đó để mà giết thời gian. Đấy. Cái báo lá cải nó ra đời vào cái thời mà chẳng có cái gì khác để mà giết thời gian ngoài đọc một cái gì đó. Đấy, và báo chí, tạp chí lá cải chính là để nó ra đời, nó giải quyết cái vấn đề đó. Vì sao? Ở bến tàu, bến xe, rồi tàu điện ngầm, rồi kể cả máy bay, thì có ai xác định được là ai, làm sao xác định được là ai đi không? Không xác định được, đúng không? Bao nhiêu tuổi? Gái hay trai? Học vấn cao hay thấp? Làm nghề gì? Hoàn toàn những cái số đấy đó, không thể ai thống kê, không thể ai đưa ra một con số để mà tính toán, để xem là cái bài vở như thế này thì phục vụ được cái ai. Cho nên là những cái tạp chí để mà giải quyết cái vấn đề là giết thời gian trong cái quãng đường di chuyển như thế và phục vụ vạn người như thế mà không biết là phục vụ những ai, vậy thì nó sẽ phải ra báo theo cái kiểu là ai cũng đọc được. Đấy. À, ông già hả? Ok, bệnh thấp khớp nhá. Số sau sẽ có nhồi máu cơ tim nhá. Các bệnh đãng trí của người già nhá. Rồi ABC, các vấn đề về sức khỏe cho người già. Đó. Thế sinh viên đi học nhá. À, sẽ có bài vở gì đó cho sinh viên. Đó. Thế xong rồi là một ông quân nhân. Ok, vẫn có một cái bài gì đó có thể dính đến ông quân nhân. Ông kỹ sư sẽ có một bài cho ông kỹ sư. Một bà bầu sẽ có một cái bài gọi là dưỡng thai thế nào trong cái quá trình mà mang bầu. Đó. Rồi cô mới lớn, tí ta tí tởn bắt đầu chuẩn bị ấy thì làm thế nào trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tức là nói tóm lại là rất nhiều người đi ở các phương tiện giao thông công cộng như thế với cái nhu cầu mà giết thời gian như thế. Cho nên là họ sẽ làm mọi cách để làm sao có được một quyển tạp chí phong phú nhất và ai cũng có thể cầm cái quyển tạp chí đó để giết thời gian một cái quãng thời gian di chuyển, đúng không? Và kể cả đến lúc ông này đọc được chán hết cái đoạn này rồi, còn thôi những cái đoạn này không phù hợp mình, vứt toạc xuống, sẽ có một vài thằng nào đó nó lại ở một cái thái cực khác, nó lại cầm quyển đó lên nó tìm, nó cũng sẽ tìm được bài của nó ở một góc độ khác. Ví dụ còn phức tạp hơn nữa, ví dụ là nam thì sẽ có bài của nam, nữ có bài của nữ, già có bài của già, trẻ có bài của trẻ. Nhưng mà nếu phức tạp hơn nữa thì có thể là bất nam bất nữ cũng sẽ có cái kiểu bài cho bất nam bất nữ. Ông gay cũng sẽ tìm được bài của ông gay, và bà les cũng tìm được bài của bà les. Tức là nó sẽ phục vụ không thiếu một cái loại đối tượng nào. Thế nhưng chính vì như thế thì nó lại phải có rất nhiều tiêu đề đưa ra ngoài là như thế, để người ta trước khi mà người ta quyết định là có mua quyển hay không thì người ta ít nhất là người ta phải tìm được một cái tiêu đề, một cái bài mà có liên quan tới cái gu, cái giới, cái lứa tuổi của họ rồi chứ. Đó. Chứ nếu mà chỉ đưa một vài cái mà có vẻ là quan trọng nhất, đúng không, thì người ta không nhìn thấy cái tiêu đề bài mà liên quan tới người ta thì người ta sẽ không mua. Đấy là lý do những cái tạp chí mà thuộc dạng gọi là giải trí đơn thuần, nó giết thời gian đơn thuần thì nó đưa cực kỳ nhiều các tiêu đề ra ngoài là vì thế. Không có cái gì nghiêm trọng cả, cuộc sống muôn màu và tôi đáp ứng cho mỗi một giới, mỗi một lứa tuổi, mỗi một ngành nghề một chút. Đấy. Tôi không tập trung vào phục vụ hẳn ai cả, nhưng mà tôi phục vụ tất cả. Và ai cũng sẽ tìm được một cái mẩu nào đó liên quan tới mình ở trong tạp chí của tôi. Đấy chính là lý do là các tạp chí thuộc dạng chúng ta hay quen gọi là lá cải. Nhưng mà thực ra thì không phải. Đấy. Mình cứ nghĩ là lá cải là cái gì đó rất nhảm. Nhưng mà thực ra đấy mới là một cái tạp chí mà nó phục vụ cho cả xã hội, phục vụ tất cả mọi lứa tuổi, phục vụ mọi nhu cầu. Đấy. Và nhất là các bạn sẽ thấy nếu như các bạn hay có hay chơi trò giải ô chữ không nhỉ?
Sokodo thì đấy nhỉ. Đấy, thực ra cái trò đấy là nó xuất phát nhiều là ở những cái báo La Cải đấy. Cái ô chữ đấy giải tương đối là lâu, tương đối là cũng phải suy nghĩ nhiều. Có khi là một ai đó lên trên xe với một tờ báo hay một tờ tạp chí xong rồi là miệt mài giải xong ô chữ, có khi giải chưa xong ô chữ thì cũng đã đến chỗ làm, đã đến chỗ địa điểm mới rồi. Đấy, thì người ta phải đưa ra những cái thứ mà vừa đọc để tìm được cái kiến thức gì đó, một cái thông tin gì đó, hoặc là giết thì giờ, hoặc là đấy, đấy là chính là cái nguồn gốc của những cái trò mà đố ô chữ, thực ra là từ những cái tạp chí theo kiểu giết thì giờ đấy, đấy. Thế và đấy là cái lý do mà nó có rất nhiều các cái tiêu đề ra ngoài đấy. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. À, đây này, những cái tạp chí ví dụ như là đây, số lượng thì các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ khác nhau. Đây ví dụ như thằng này đúng không? Không nhiều lắm đúng không nào? Đây bài chính đây, bài đinh đây nhá đúng không? Thế xong rồi một bài khác ở đây, hoặc là một cụm một hai bài gì đấy ở đây, to nhỏ vị trí đặt nó cũng khác nhau đúng không nào? Và nhìn ở đây là chúng ta cũng ít nhiều chúng ta thấy được cái sự quan trọng, bài nào quan trọng hơn bài nào đáng đọc trước hơn bài nào. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng đây những cái dạng khác, dạng này thì bắt đầu chúng ta đã thấy nhiều hơn rồi đúng không? Nhưng mà nó cũng có những cái gì đây nhỉ, độ lớn nhỏ, đậm nhạt, quan trọng khác nhau. Thằng này thì còn tạp cái lù nữa. Nhưng có mấy cái vấn đề mà các bạn nhìn thấy, bất kể là nhiều hay ít, nó cũng phân ra là chính phủ ở trong đấy, chứ không phải thằng nào cũng ngang thằng nào. Nó sẽ có tiêu đề to, tiêu đề nhỏ, tiêu đề đậm, tiêu đề nhạt, để nó phân cấp ra. Thứ nhất là về mặt thẩm mỹ, về mặt thị giác, nó cũng cần phải có một cái sự linh hoạt, nó cần phải có sự đa dạng ở trong trình bày. Làm sao để trong vào một cái tạp chí nó đừng có buồn tẻ. Chữ thì rất dễ buồn nếu mà không biết xử lý. Nếu mà cứ đều thì trông nó chán lắm. Cho nên là cái việc mà xử lý to cho to nhỏ, đấy là về cái mặt thẩm mỹ rồi. Nhưng mà nó cũng thông qua cái việc là cái nào to, cái nào nhỏ, cái nào đậm, cái nào nhạt, cái nào thu hút, cái nào ít thu hút, cái nào gần, cái nào xa, để nó nhấn luôn là à bài này quan trọng hơn, bài này đỉnh hơn bài kia. Đấy. Và có một cái điều mà các bạn cũng lưu ý là rất rất hạn chế cái việc mà chữ nghĩa giải ra mà chui từ cái khu vực nền màu nọ sang nền màu kia, hoặc là nó có một cái nền thiếu ổn định để mà đặt chữ nhé. Như cái bài này là một cái bài một cái bìa tồi này. Đấy, ví dụ thế. Vì sao? Vì thứ nhất là chữ nhiều, thứ hai nữa là nó xử lý nó bị chữ nghĩa nó chui ra chui vô rất là nhiều từ nền nọ sang nền kia, và ít nhiều nó cũng hơi bị trùng lặp về cái màu, cho nên nó cũng thiếu đi cái tính chất, tức là cái độ tương phản, cái độ nổi nó không được tốt lắm. Đây là ví dụ. Những cái ảnh khác, những cái bìa khác, ví dụ nó có nhiều thì nó cũng vẫn để ở cái chỗ dễ đọc đó, nó để ở cái chỗ ổn định về tông màu, nó không bị chuyển đổi giữa nhiều nền màu. Vì sao? Chữ nó là những cái yếu tố rất là mạnh. Đấy. Bản thân con chữ nó không đặc, nó rỗng ở trong, nó lại có cái khoảng cách kế cận những ký tự khác, cho nên là nó cần phải có một cái nền tương đối ổn định, tương đối đủ tương phản để mà người ta đọc rõ được cái chữ. Nếu không ý, thì nó sẽ cực kỳ khó đọc. Khi mà mình đặt đằng sau vào một cái nền nó lổn nhổn thì chữ không đọc được. Hoặc là nếu mà nó chuyển qua chuyển loại quá nhiều cái mảng màu là cái nền đằng sau, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái vấn đề nhận diện để đọc được chữ. Thế cho nên là một cái ảnh bìa tốt đấy, thì người ta cũng sẽ cố gắng là đặt làm sao vào những cái khoảng nghỉ của cái ảnh, và cũng hạn chế cái vấn đề là chạy qua chạy lại quá nhiều ở những cái mảng màu khác nhau. Đấy, cái này so với cái này rõ ràng cái này tốt hơn nhiều. Đó. Cái này rất là loạn. Cái này trông thế thôi, cô này thì trông rất béo, trông không hấp dẫn bằng cô này, nhưng mà rõ ràng cái bìa này thì lại là một cái bìa trông đẹp hơn, thoáng đãng hơn và rõ ràng hơn. Tất nhiên cái này nếu lại so với những cái khác nữa thì nó lại cũng vẫn không, nó cũng vẫn chưa phải là cái ổn.
Đấy. Có những cái bia rất là đẹp, đúng không? Ví dụ như cái này. Đấy. Nó rõ ràng hơn, đúng không? Nó tập trung hơn. Nó có những cái thì nó cũng lổn nhổn. Có những cái mình nhìn vào mình thấy ưa ngay, có những cái thì cũng hơi dối. Đấy. Ví dụ cái này cũng là cái mà cũng tương đối khó nhìn rồi này. Đấy. Chữ trắng ở trên cái nền vàng vàng nhờ nhờ như thế này lại chuyển từ chất áo cũng lăm răm sang cái tóc và nó cũng vụn như thế này thì cũng đây cũng là một cái, đây cũng là một cái bìa không được tốt lắm. Nên ví dụ bìa này thì rõ ràng là tốt hơn khá nhiều. Hình khối bị cái đoạn này là cũng chưa ổn lắm này, không biết là nó tải hết thì trông nó có rõ lên không. Đây chuyển đang từ nền đen sang nền trắng thì cái đoạn này lại hơi dở. Tổng quan thì có vẻ ổn ổn, nhưng mà thế thì khi mà chúng ta làm một cái bìa thì bao giờ cũng phải tính những cái đoạn nghỉ, tính cái đoạn thở đằng sau. Hậu cảnh cực kỳ quan trọng. Hậu cảnh nếu mà mình chỉ nhìn vào cái đối tượng chính, nhìn vào cái phần chính ở trong cái ảnh của đẹp quá, nhưng mà đằng sau ví dụ như là một cô người mẫu đứng đằng sau làm cái hàng rào, đứng đằng sau làm cái hàng rào cây, tức là nó sẽ gây ra một cái hậu cảnh lộn nhộn, thì cái ảnh đấy người mẫu có đẹp mấy thì đến cái đoạn mà chúng ta đặt cái hậu cảnh, chúng ta đặt chữ vào đấy thì nó cũng thảm họa luôn, rất khó. Cho nên là chọn một cái ảnh thì phải chọn trên cái góc độ là gì, đây là một cái ảnh đẹp, nhưng cái ảnh đẹp này có thể làm bìa đẹp chứ không phải chỉ là một cái ảnh đẹp thì cứ đặt vào là nó sẽ thành bìa đẹp đấy. Hậu cảnh mà mình không xử lý được, hậu cảnh mà mình lại không hình dung được những cái chỗ mà mình đặt cái tiêu đề con vào đấy, những cái bài đinh vào đấy nó như thế nào, thì đến lúc mà chúng ta đặt vào chúng ta sẽ cực kỳ là khốn khổ đó, không biết giải quyết thế nào cả. Thế này, những cái ảnh này người ta chọn thì người ta đã tính luôn rồi, à này, cả một cái khoảng chạy ở đằng lưng, đúng không? Nó vừa ổn định về mảng, nó lại vừa có hình, nó vừa có nhịp của cái đường lượng của cái lưng. Đấy thì khi mà đưa chữ vào có thể nhìn một chút thì các bạn sẽ thấy là hơi dối một tí, nhưng mà thực ra nó có to có nhỏ, nó có lượng theo cái đường lưng đó, nó tạo ra một sự duyên dáng cho các cái, cho các cái tiêu đề phụ đó, cho các tiêu đề của bài đó. Thì người ta cũng tính toán cả, chứ không phải là tự dưng mà người ta lấy cái ảnh này hay là lấy một cái ảnh kia. Đấy. Đấy, có những cái ảnh và nếu mà tách riêng ra có thể làm cái ảnh đẹp, nhưng mà đặt vào bìa thì lại rất rất khó xử lý. Đây này, có những cái bìa thì nó lại cực kỳ đơn giản luôn. Đó, thời báo rất ít thông tin ra ngoài, bài nào là bài đinh luôn thì nó đưa ra đấy, một ít trích dẫn và cái chỉ có cái bài chính nhất, quan trọng nhất, chủ đề nổi bật nhất trong số đấy. Cái loại này thì nó hơi chính luận một tí rồi, nó hơi phục vụ cao tầng một tí rồi, nhưng mà đấy, nó luôn luôn nó sẽ có chủ đề nổi bật cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng đây, những cái dạng này thì bạn thấy rồi đấy, phục vụ nhiều nhu cầu thì lúc đấy tiêu đề ra lóe loe như sao trời luôn, cực kỳ nhiều. Thế thì cái sự nhiều hay ít nó phụ thuộc vào cái tính chất đấy, phục vụ của giới nào, khách hàng mục tiêu là ai. Nếu mà một khi mà đã xác nhận được mục tiêu thì thường là nó sẽ chọn rất ít thôi, những cái bài nào thật sự nổi bật thì nó mới đưa đấy. Thế còn là ở trong cái quy trình, cái cách làm như thế này thì mọi người cũng để ý là đấy, cái sự nhấn này, cái sự thay đổi về nhịp điệu, về màu sắc, về to nhỏ, về kiểu dày, kiểu mỏng, kiểu thẳng, kiểu nghiêng, cái thứ thì đấy là một cái gần như là đương nhiên, đúng không? Chúng ta đưa ra nhiều thì chúng ta phải làm sao tạo ra được một cái nhịp điệu, làm sao phải tạo ra được một cái
một cái vui mắt ở trong cái trình bày, chứ không đơn giản chữ chỉ đặt vào đấy để đọc. Chữ ở trên cái bìa thì thực ra tất cả những tiêu đề đó đều mang tính trang trí, do đó về màu sắc, độ to nhỏ, độ chính phụ, rồi sự tương phản giữa các họ phông, những cái loại phông đấy, như là to với nhỏ, gầy với béo, đúng không? Tròn với vuông, đúng không? Nghiêng với thẳng đấy, nghiêm túc với lại bay bướm, vâng, tất cả những cái thứ đó thì cố gắng là vận dụng nó làm sao cho nó linh hoạt để nó tạo ra những cái tương phản tốt ở trên cái mặt trang, để tạo ra được một cái gì đó mà trông nó vui mắt, trông nó đừng có buồn tẻ. Thì đấy là một vài cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta làm việc với lại cái bìa tạp chí. Thế còn những cái thứ này thì cũng phải bắt tay vào làm. Đấy, làm thử thì chúng ta sẽ thấy là trong cái bìa tạp chí như thế, nhưng mà nó thực ra là nó sẽ có rất 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 nhiều thứ mà chúng ta nghĩ rằng là nó cũng đơn giản thôi, chỉ có một cái manchette, sau đó thì vứt một cái ảnh vào, vứt thêm vài cái chữ, như thế gọi là một cái bìa. Tất nhiên về mặt số lượng, về mặt các đối tượng thì chúng ta liệt kê ra đủ, chúng ta đủ vào thì nó cũng gọi là cái bìa. Nhưng làm ra một cái bìa đẹp, một cái bìa ấn tượng thì là một cái vấn đề hoàn toàn là rất 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 khác so với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ và chúng ta cho rằng là nó đơn giản. Thì thực ra làm bìa nó là một cái vấn đề cũng đau đầu phết đấy. Thế bây giờ đấy, thông qua cái công việc như thế thì chúng ta liệt kê như vậy. Và bây giờ có lẽ là các bạn nên thử đi. Thời gian còn lại bây giờ chúng ta sẽ thử làm thử một cái bìa để xem là nó dễ hay khó. Đấy, nhìn ở trên màn hình, nhìn ở trên mạng, hay là nhìn ở trên sạp báo, mình nghĩ là nó sẽ rất là đơn giản. Đấy, nhưng mà bây giờ thử đi, mang xét tự làm nhé, tự đặt tên báo, sau đó làm thử cho tôi một cái bìa xem là nó khác gì nhiều so với những cái suy nghĩ trước đây của mình, cái tưởng tượng trước đây của mình hay không, và xem là nó dễ hay khó. Tạm lấy là khổ, cứ coi là khổ A4 đi nhé, tạm lấy là khổ A4 đi. Đấy, bây giờ các bạn có thể tự lấy một cái ảnh nào đó, tự làm thử cho tôi một cái bìa.